Để tiếp theo chương trình thì xin mời đồng chí Vũ Đức Anh thay mặt cho ban chấp hành công đoàn, chủ tịch công đoàn thay mặt ban chấp hành công đoàn lên trình bày cái báo cáo của công đoàn cho năm 2022 và cái kế hoạch trong năm 2023. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa toàn thể các đồng chí, thì chúng ta vừa nghe xong cái báo cáo tổng kết của chính quyền. Thì trong cái báo cáo tổng kết thì cũng đã rất chi tiết và cụ thể những cái hoạt động của đơn vị trong năm 2022. Thì trong báo cáo tổng kết của công đoàn thì chúng tôi cũng xin điểm qua một số cái hoạt động của các thành viên công đoàn trong năm 2022. Nội dung chính bao gồm 3 phần. Thứ nhất là tình hình chung, thứ hai là hoạt động công đoàn năm 2022 và thứ ba là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Về tình hình chung thì chúng ta cũng vừa nghe đồng chí Bùi Quang Minh nói. Thì hiện nay tổng số công đoàn viên trong trung tâm là 101 đồng chí, trong đó biên chế 20, hợp đồng lao động 81, và trong 101 cán bộ thì có 52 đồng chí là cán bộ nữ, thì là nam với nữ của chúng ta là 50-50, và trong đó thì có 33 đồng chí là đảng viên. Về trình độ thì có 4 đồng chí phó giáo sư tiến sĩ, 13 đồng chí tiến sĩ, 9 đồng chí nghiên cứu sinh, thạc sĩ là 27 và kỹ sư cử nhân là 45. Về ban chấp hành công đoàn thì có 5 đồng chí, tuy nhiên tháng 3 năm 2022 thì đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, phó chủ tịch công đoàn chuyển công tác, thì hiện nay cũng 4 đồng chí. Trong năm 2022 thì trung tâm đã triển khai thực hiện được 6 đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ Phát triển Công nghệ Quốc gia, 2 đề tài độc lập, 6 đề tài hợp tác quốc tế, 3 đề tài thuộc chương trình thu hút nhà khoa học trẻ, 8 đề tài thuộc các dự án khoa học và công nghệ trọng điểm cấp viện Hàn Lâm, 4 đề tài thuộc lĩnh vực sản xuất thử nghiệm và phát triển công nghệ, 2 đề tài hợp tác với địa phương, 2 nhiệm vụ thuộc chương trình công nghệ 4.0, 1 đề tài thuộc kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia, 1 đề tài thuộc chương trình 562 và 4 nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp. Thì trên cơ sở những cái kết quả thực hiện đề tài thì trung tâm cũng đã công bố được 41 bài báo quốc tế, 7 bài báo quốc tế thường, 11 bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và xuất bản được 2 quyển tạp chí. Phần thứ hai là hoạt động công đoàn năm 2022. Thứ nhất là về công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến viên chức, lao động và các tổ chức công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Thì qua công tác kiểm tra giám sát năm 2022 thì trung tâm không xảy ra vi phạm nào. Lương thưởng và chế độ bảo hiểm đối với viên chức, người lao động được lãnh đạo trung tâm thực hiện theo đúng quy định. Tập thể công đoàn đoàn kết cùng nhau góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh. Và trong năm 2022 thì trung tâm đã tuyển dụng được 3 đồng chí là đồng chí Dương Thành Nam, phòng phát triển công nghệ dịch vụ đo lường, đồng chí Trương Ngọc Minh, trung tâm an toàn thực phẩm và môi trường, và đồng chí Nguyễn Thị Thơm, phòng quản lý tổng hợp. Cũng trong năm 2022 thì có 1 đồng chí được nâng lương trước thời hạn là đồng chí Bùi Quang Minh, phó giám đốc trung tâm, 13 đồng chí được nâng bậc lương thường xuyên, và cũng rất vui mừng là có 2 đồng chí được thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính là đồng chí Hoàng Minh Tạo, phó giám đốc trung tâm phát triển công nghệ dịch vụ đo lường, và đồng chí Nguyễn Thị Hương Ly, phó trưởng phòng kết nối và chuyển giao công nghệ. Và trong năm 2022 thì ban chấp hành công đoàn cũng đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các đồng chí công đoàn viên khi ốm đau, thiếu nghỉ, khi có người nhà ốm đau hay có việc đột xuất, tổ chức thăm hỏi các nữ công đoàn viên thai sản. Và đây là một số hình ảnh của các công đoàn viên lập gia đình trong năm 2022. Về công tác chăm sóc sức khỏe cho viên chức người lao động của đơn vị, theo kế hoạch hàng năm của Viện Hàn Lâm về khám sức khỏe định kỳ cho viên chức người lao động, thì công đoàn trung tâm cũng đã thông báo kịp thời về thời gian và chương trình khám siêu âm xét nghiệm, và cũng ngay trong ngày hôm qua thì công đoàn trung tâm cũng đã thông báo cho toàn thể các anh chị em cũng đã khám định kỳ năm 2022 tại Viện Hàn Lâm. Về công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, thì trong năm 2022 thì công đoàn trung tâm đã kết nạp mới được 20 đồng chí, giới thiệu và đã được chi bộ kết nạp đảng cho 3 công đoàn viên ưu tú, nhận xét chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí đảng viên, giới thiệu để chi bộ cử 3 đồng chí công đoàn viên tham gia lớp cảm tình đảng, cử
cử 3 đồng chí tham gia tập huấn công tác công đoàn do Viện Hàn Lâm tổ chức tại Đà Lạt vào tháng 5 năm 2022. Và trong năm 2022 thì thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viện Hàn Lâm thì Ban chấp hành Công đoàn cũng đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn cho nhiệm kỳ 2023-2028. Về công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho viên chức người lao động thì trong năm 2022 thì Công đoàn Trung tâm cũng đã nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao do Công đoàn Viện Hàn Lâm tổ chức là giải kéo co cũng như giải bóng bàn. Về công tác tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao thì trong năm 22 thì cũng đã tổ chức gặp mặt cho các đồng chí nữ công đoàn trong trung tâm nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế mùng 1 tháng 6 và Tết Trung thu, và có hai đồng chí con cán bộ ở trung tâm là con của đồng chí Hoàng Thị Tú Anh và đồng chí Vũ Đức Nam thì đã đạt được giải học sinh giỏi cấp huyện cũng như cấp quốc gia. Và tổ chức giã ngoại cho toàn thể công đoàn viên trung tâm tại Glory Resort từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 7 năm 2022. Các hoạt động khác thì tháng 6 năm 2022 thì công đoàn cũng đã có rất nhiều đồng chí công đoàn viên nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện do trường đại học QS tổ chức và tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo do Viện Hàn Lâm phát động với số tiền được hơn 20 triệu đồng. Về hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 được Hội nghị cán bộ viên chức người lao động vào ngày 15 tháng 12 năm 2020 gồm 3 đồng chí là đồng chí Lê Thị Vịnh, trưởng ban, đồng chí Nông Văn Mạnh và đồng chí Nguyễn Thị Luyến. Thì qua công tác kiểm tra giám sát năm 2022 thì trong trung tâm không có đơn thư khiếu nại tố cáo và công đoàn trung tâm không có tổ chức cá nhân nào vi phạm điều lệ, nghị quyết cũng như các quy định của công đoàn. Về công tác thi đua khen thưởng, thứ nhất là về mặt chính quyền thì có 84 đồng chí được đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Cũng báo cáo các đồng chí là trong số 101 cán bộ viên chức người lao động của trung tâm, tuy nhiên là có nhiều đồng chí chưa đủ thời gian công tác trên 6 tháng cho nên chưa đủ điều kiện để bình xét lao động tiên tiến. Chính vì vậy chỉ có 84 đồng chí đủ điều kiện bình xét và đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Và có 6 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 14 đồng chí được tặng giấy khen của giám đốc trung tâm và 2 đơn vị được tặng giấy khen của giám đốc trung tâm là Phòng Quản lý Tổng hợp và Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường. Về khen thưởng công đoàn, báo cáo các đồng chí là ngày hôm qua Công đoàn Viện Hàn Lâm đã họp công tác thi đua khen thưởng. Và như hôm trước thì Ban chấp hành công đoàn đề xuất các giải này. Và ngày hôm qua theo thông báo là chúng ta đã được Công đoàn Viện Hàn Lâm phê duyệt các danh hiệu. Thứ nhất là công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thứ hai là tổ công đoàn xuất sắc của Trung tâm An toàn thực phẩm môi trường. Và tặng giấy khen cho đồng chí Đỗ Hoàng Giang và đồng chí Trương Hoàng Minh. Về khen thưởng cấp công đoàn trung tâm thì Ban chấp hành công đoàn cũng đã tặng danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc cho Trung tâm Phát triển Công nghệ và Dịch vụ Đo lường và Phòng thí nghiệm trọng điểm nghiên cứu về dioxin, và tặng giấy khen cho 9 đồng chí là đồng chí Lê Thanh Huệ, Phòng Quản lý Tổng hợp, đồng chí Hoàng Thế Anh, đồng chí Hoàng Hải Linh, Trung tâm An toàn và Môi trường, đồng chí Đỗ Thị Thu Hương, Vũ Khánh Hòa, Phòng thí nghiệm dioxin, đồng chí Ngô Văn Hiếu, Hoàng Thị Thoa, Trung tâm Phát triển Công nghệ Dịch vụ Đo lường, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Quyên, Phòng Kết nối Chuyển giao Công nghệ và đồng chí Đặng Hồng Quyên, Trung tâm Nghiên cứu về Nông trường. Đây là một số hình ảnh của công đoàn năm 2022. Đây là các hình ảnh trong lễ hội nghị công chức viên chức năm 2022 của ta vừa qua. Năm ngoài. Phần thứ ba là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thì phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022 thì phương hướng nhiệm vụ của năm 2023 của công đoàn trung tâm như sau. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng
của công đoàn trong năm 2023, đấy là tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thứ hai là triển khai và thực hiện tốt công tác công đoàn theo nội dung chỉ đạo của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo quyền lợi hợp pháp của người lao động, tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để động viên cán bộ viên chức trong trung tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị trong năm 23, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên công đoàn và lao động tích cực tham gia đóng góp các quỹ đầy đủ, làm tốt công tác xã hội từ thiện, cùng với chính quyền tiến hành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức tham quan du lịch, học tập nghiên cứu trong và ngoài nước, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, hăng hái phấn khởi trong cán bộ đoàn viên và lao động, làm tốt công tác giới thiệu tạo nguồn phát triển đảng trong đoàn viên công đoàn, phấn đấu bồi dưỡng và giới thiệu để chi bộ xem xét kết nạp cho 3 đồng chí công đoàn viên ưu tú. Và để có được những thành tích trong năm 2022 thì ban chấp hành công đoàn xin trân trọng cảm ơn ban lãnh đạo trung tâm, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cũng như toàn thể các đồng chí cán bộ công đoàn đã nhiệt tình hỗ trợ, ủng hộ và tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn phát động. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Xin cảm ơn và báo cáo rất là rõ ràng chất lượng của công đoàn. Xin cảm ơn đồng chí Vũ Đức Anh.